mình là Mila và thú cưng ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Morpho, mình bày trò lừa ba đi. Oh yeah! Morpho biến thành tớ. Xong, mặc đồ này đi. Cậu trông y như tớ vậy. Yeah! Được rồi, đi lừa ba thôi. Là con à Mila, ba không thấy con xuống cầu thang. Vì con vẫn còn trên này mà. Ủa, nhưng vậy ra con là Morpho à? Đúng rồi. Chà Mila, cậu và Morpho muốn đi chơi không? Mila, Morpho không có nhà. Nhưng Mila chơi. Tốt quá, mình đi thôi. Trời không nhận ra đó là Morpho. Chào Mila. Bây giờ chúng ta chơi trò gì đây Mila? Cậu lúc nào cũng toàn nghĩ ra mấy trò vui vui thôi. Phải. Đuổi bắt. Được rồi Mila, cậu trước nha. Cái gì? Cậu chỉ cần bắt được Sarah nữa thôi. Ủa, cậu ấy đâu rồi? Tớ mắc kẹt trên cây. Tớ không nghĩ là tớ sẽ tự xuống được. Mila cứu. Khoan, chờ một chút. Cậu không phải Mila, cậu là Morpho. Cảm ơn Mi. Morpho. Xem nào, có vẻ Morpho không đi với nó. Có còn phải là Morpho sao? Nếu không có Morpho, bọn ta muốn nhọc tụi nhóc này sao cũng được. Đám này nhỏ con thiệt. Thả ta ra. Cứ không làm gì được ta đâu. Trái banh này ở đâu ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chạy đi Stan ơi. Lại là Mila hả? Tha cho bọn ta đi. Cậu lừa bọn chúng hay lắm Morpho. Không có Morpho chán quá. Đi tìm cậu ấy thôi. Mày lo kìa. Ai không? Hả? Nhìn kìa Morpho, tất cả mọi thứ mất hết màu sắc rồi. Wow, Morpho biến hình thành cỏ màu phép thuật. Oh.
vậy? Bên tôi là đèn xanh mà. Không, bên tôi là đèn xanh. Ủa, trắng. Mấy thứ này cũng không có màu nè. Y như mình vậy. À ha, thì ra ngươi là kẻ đã trộm màu sắc của thành phố này. Ngươi không nên làm vậy. Thế giới không màu sắc còn gì là vui nữa. Mày đây rồi, Broma. Ta đi tìm mãi. Thành phố đã gặp rất nhiều rắc rối vì ngươi đã lấy tất cả màu sắc. Morpho sẽ giúp Broma tô màu để mọi thứ về lại như cũ nha. Xin chào. Không hiểu sao xe cứu hỏa lại mất màu rồi. Để Morpho và Broma giúp cho. Không, Morpho, xe cứu hỏa luôn là màu đỏ giống cậu đấy. Oh, cảm ơn Morpho và Broma nhiều nha. Xin chào yêu quái mây. Vẻ như bà chạy đúng rồi. Chạy tiếp đi nha. Wow, các cháu đã giúp cho cả thành phố rồi đó. Morpho và Broma tác chiến tốt ghê ha. Broma thích tô màu quá ha. Chắc vậy đó. Bà có ý này nè. Broma, cháu có muốn đồng hành là một người cũng yêu màu sắc không hả? Mày đúng là thú cưng phép thuật hoàn hảo cho họa sĩ như ta. Ngài gương ơi, xin cho chúng cháu thấy mọi chuyện diễn ra ở thế giới gương nha. Ta hẳn là làm được đó, Mila. Không, Morpho, hãy trả về lại trong gương. Đó là Morpho. Ở trong thế giới gương, tất cả mọi thứ đều trái ngược với thế giới của chúng ta đó. Và vì Morpho thực tế cực kỳ thân thiện, ta e rằng Morpho sẽ chỉ làm những điều xấu xa mà thôi. Vậy tốt quá, chúng ta không thể để Morpho trong chơi khắp thành phố rồi gây rối được đâu. Nào Morpho, hãy chơi với Brahma một lát nha. Chào Morpho, hôm nay cháu thấy nào hả? Chào chú cảnh sát. Cháu làm gì vậy? Morpho, đừng bỏ chú lại đây chứ. Nghe như ai đó đang tìm kiếm Morpho hả ta? Oi, oi, oi.
Cháu đi đòi Morpho, giờ thì đưa chú xuống nhanh lên. Cảm ơn ha, nhưng chú không ủng hộ hành vi này đâu đó. Hành vi nghịch ngợm là cháu chứ ai. Chính cháu đã đưa chú lên nóc nhà còn gì nữa. Nhưng Morpho vẫn ở bên trong với chúng cháu suốt mà. Không, chính là Morpho đưa chú lên trên cái mái nhà đó đó. Còn cười như vậy nè. Ôi không, có vẻ là Orpho. Ngài gương ơi, xin cho chúng cháu thấy thế giới gương. Ôi không, Orpho đã trốn rồi. Ôi trời, chúng ta phải tìm cậu ấy thôi. Xe của tôi. Cậu đang làm gì vậy hả Morpho? Cậu đang xây dựng cái gì sao? Chuyện gì vậy hả? Cái này không vui đâu Morpho. Đây rồi ha. Trò đùa như vậy là quá dai rồi đó. Trả mọi thứ về bình thường đi Morpho. Nhưng Morpho đâu có làm đâu. Chúng ta phải bám đuổi sát thôi. Morpho biến thành xe đua nào. Vậy còn xe của ta. Xuống dưới đất đi. Nhưng nếu đó là Morpho, còn kia là ai? Morpho. Ai sẽ thắng đây? Và đâu mới là Morpho thật? Chúng ta phải chắc chắn Morpho không thể giả vờ là Morpho nữa. Morpho thành xanh lá đi. Morpho xanh lá. Đợi đó Morpho, hãy giúp Troy và April xuống trước đã. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại Morpho nữa. Đây rồi, như các người yêu cầu rất rất nhiều robot đây. Tuyệt vời. Ta rất vui khi các người thích những con robot. Nhưng ta muốn hỏi tại sao các người lại cần tất cả đống này. Không có gì đâu giáo sư. Và xin cứ làm thêm nhiều con giúp chúng tôi nha. Mila, tớ muốn lấy lại xe đồ chơi. Xe đồ chơi, tớ không giữ nó Troy à. Cậu có mà, tớ thấy cậu lấy nó. Nếu cậu không trả thì tớ sẽ mét ba của cậu đó. Mila không giữ xe đồ chơi. Được thôi, cứ giữ đi. Troy, đợi đã. Cháu đây rồi Mila. Ta đang trên đường tới một cuộc hẹn quan trọng mà cháu lại ném bùm vào người ta là sao hả? Nhưng mà cháu có làm vậy đâu. Bây giờ ta phải về thay đồ. Nhưng chuyện còn chưa xong với cô đâu cậu bé ạ. Kỳ quặc thật Morpho. Chúng ta phải tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Biến hình thành máy bay trực thăng đi. Morpho, nhìn kìa. Mila gây rắc rối rồi. Hi, Morpho, đó đâu phải tớ. Tớ đây mà. Chắc chắn là robot. Đuổi theo nó Morpho. Biến thành nam châm. Hãy đưa nó vào tù. Cảnh sát Freeze sẽ biết cách xử lý. Chú cảnh sát Freeze, chúng cháu vừa bắt được robot mạo danh. Ý cháu là giống vậy đi hả? Dạ. Cái gì? Có
bao nhiêu con vậy? Giáo sư, chúng tôi đang cần thêm nhiều robot. Tôi đang làm nhanh nhất có thể đây. Chắc chắn là robot đi hướng này. Kia nữa, nhiều mây la quá. Đi lấy kem cho bọn ta đi. Được thôi. Chúng ta phải lấy cái điều khiển đó, Morpho. Tớ có ý này. Đi theo tớ. Nhìn kìa, Morpho. 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 Bắt lấy nó. Đi đâu vậy robot nhỏ? Cái gì? Tất cả robot bắt lấy bọn cướp. Không, không, không. Thì ra là người đứng sau mọi chuyện. Ở đây chật chội quá Stan ơi. Xích ra đi đồ robot. Kem. Kem không. Ha. Mila, Morpho, bà có làm nước chanh cho các con đây. Nước chanh. Để lát nữa ba dọn nha. Giờ ba muốn đọc xong cuốn sách này. Ôi không, tháp của Morpho. Mila phá hỏng tháp của Morpho rồi. Tớ không làm hỏng tháp của cậu. Cậu phá hư bức tranh rồi Morpho. Không, Morpho không có. Nào nào, giờ hai đứa có muốn ra ngoài làm gì khác không hả? Ta là giáo sư ác độc, anh hùng hành động sẽ ngăn chặn ngươi. Morpho là anh hùng hành động. Đúng rồi. Ta đã tạo ra một cỗ máy khiến cho tất cả mọi người đều thiếp ngủ. Hồi hộp quá đi. Mà cái này nó khỏi đây vậy. Được rồi. Mình đọc tới đâu rồi ta? Ngươi chưa thắng đâu, anh hùng hành động. Với sự giúp sức của cái hộp đâu rồi? Anh hùng hành động. Sao cậu lại mang cái hộp đi? Morpho không có lấy cái hộp. Chính Mila tạo ra nó mà. Tớ không phá hỏng tòa nhà ngu ngốc của cậu. Tòa nhà không ngu ngốc. Mila ngu ngốc. Biết sao không? Giờ tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Không, Morpho sẽ không chơi với Mila. Morpho không chơi với Mila nữa. Ta không biết vẽ gì nữa. Morpho chắc sẽ nghĩ ra gì đó. Cuốn sách này hay thiệt đó. Tớ xin lỗi. Tớ không nên nổi nóng với cậu vì đã làm gãy màu lên bức tranh của tớ.
Hả? Ồ, không phải do mô phụ đâu, ba lỡ làm kỹ đó. Cái gì? Ồ, vậy ba có làm hỏng tòa tháp của mô phụ không? Ờ, phải. Và lấy đồ chơi đi. Ừ, đúng vậy. Dạ bé ta nha. Ừ, chắc vậy đó. Ba xin lỗi vì đã làm những điều đó hai đứa. Và xin lỗi vì ba khiến tụi con cãi nhau. Chúng ta lại làm bạn được chứ? Dĩ nhiên rồi ba. Yeah. Oh. Wow, 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 cẩn thận đó Morpho. Telephone đang nhiễm cúm của thuốc cân phép thuật, nên là con phải tránh xa một thời gian nha. Wow, ba không bị bệnh sao? Chỉ có thuốc phép thuật mới bị nhiễm cúm phép thuật mà thôi. Ba với Telephone sẽ ở trong nhà để đảm bảo các thuốc phép thuật khác không bị nhiễm cúm. Không chơi ạ? Đừng lo, ở trong nhà vẫn chơi được mà, có phải không hả Telephone? Ra là như vậy. Roma bắt đầu hắt xì ngay sau khi có cái bong bóng gì đó nổ lớn trước mặt đó. Cậu nên ở nhà cho đến khi khỏe hơn để không lây bệnh cho các thú cần phép thuật khác. Chúng ta ở nhà vẫn vui mà. Nghĩ xem chúng ta đã vẽ được biết bao nhiêu là bức tranh. Không, chắc là nó đã nhiễm bệnh từ một trong số mấy bong bóng trên trời đây nè. Thôi về nhà nghỉ ngơi cho đến khi khỏe ha Animi. Bong bóng nữa kìa. Hãy đi tìm xem mấy bong bóng này từ đâu tới. Nhìn kìa Morpho, là Boba. Hãy về nhà và đừng ra ngoài. Tớ không nghĩ Boba muốn ở trong nhà đâu. Hãy đi theo nó, Morpho à. Morpho ổn. Morpho không bệnh. Ôi không, cậu có đủ khỏe để đuổi theo Boba không vậy? Được mà. Sẽ lây bệnh cho rất nhiều thú cưng phép thuật khác đó, kể cả Morpho. Và ở nhà thì vẫn nhiều trò vui mà, đúng không Morpho? Đúng. Thấy không Boba, ở nhà chơi cũng vui mà.
Phát minh của ta xong rồi, tới đây xem đi. Ta đã phát minh ra dưỡng chất trẻ hóa, giờ ta sẽ thử nghiệm trên trợ lý. Dễ thương quá, vui quá. Ống nghiệm lộn xộn, ta không biết chăm sóc trẻ con như thế nào cả. Thôi không, mô phụ, cháu phải mang con bé về cho ba nó trong khi ta điều chế thuốc giải đi, vậy nha. Hùng mó phồ nhiều nha. Wow, ô phồ cũng muốn làm anh hùng. Ô phồ. Ôi không. Phải bắt hắn lại. Ô phồ. Siêu anh hùng. Ô phồ. Cảm ơn Mô Phụ.
vậy? Không, đừng làm loạn ở đây. Đem con hổ về sở thú lại thôi. Được thôi. Ôi không, nhanh lên Morpho, mang mấy con hổ ra khỏi đó đi. Wow, nhìn xem kìa, là thiên thạch. Ôm vào ngực thiên thạch. Giờ thì thiên thạch đang rơi về hướng thành phố đó. Ôi không, ngừng sao băng đi Morpho. Giỏi lắm Morpho. Cháu đã ngừng thiên thạch lại rồi. Cháu là siêu anh hùng đích thực đó Morpho à. Hả? Thả bọn ta ra. Mơ đi cưng, bọn ta cần các ngươi để bẫy Morpho đó. Cứu, cứu rồi. Ôi không, tụi mình phải cứu các cậu ấy. Xeo anh hùng ấp vào tới cứu. Dừng lại đi Morpho, bẫy đó. Ấp vào cứu. Hả? Bắt được ngươi rồi Morpho. Khoan đó, đây không phải là Morpho, là Morpho đó. Morpho, đây nè. Morpho, cậu đưa cảnh sát Freeze đến đây bắt bọn cướp nha. Các người đang bắn cướp kìa. Cảm ơn Morpho nha. Cảm ơn Morpho đã cứu chúng ta. Cậu là siêu anh hùng đích thực. Morpho, biến hình thành xe đua nào. Nhìn này, tớ có chiếc xe đua xịn chưa? Bởi vì xe của tớ có chân robot. Wow. Hả? Xe tớ thì có thể mọc cánh kỳ lắm. Wow, cẩn thận, dung nham đó. Morpho, biến hình thành tàu tên lửa nào. Robot của tớ có tên lửa siêu tăng tốc. Xe đua kỳ lân của tớ có sừng phép thuật có thể tạo ra cổng phép thuật. Wow.
so làm sao được. Tàu tên lửa có thể chạy cực kỳ nhanh luôn. Này, Sarah và Troy đâu rồi? Quay lại thôi, Morpho. Này các cậu, sao các cậu không đuổi theo? Nhưng mà Morpho đúng là chạy nhanh quá đi. Này các cậu, sao các cậu không cùng tớ lên con tàu tên lửa Morpho ha? Cùng đi nào. Kia chỉ giỡn thôi, nó không cắn. Ôi, đuổi nó đi đi. Hãy để con ấy được yên. Ông kia. Sao cũng được. Cảm ơn các bạn siêu nhân nhiều nha. Chúng tôi phải cảm ơn ai được đây? Các cậu tên gì? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt và không thể tiết lộ danh tính được. Trả lại giải thưởng đây. Nhưng ta chưa bao giờ có giải thưởng này ở trường. Phải. Giờ thì ta chính thức là vũ công ba lê tà giỏi nhất. Được rồi, giải thưởng của các người đây. Không không, cứ giữ nó đi. Nó viết giỏi nhất trong việc bị bắt. Chúng ta là những nhà vô địch Stan. Chúng ta đang có mặt ở đây với những anh hùng đã cứu tất cả giải thưởng của thành phố chúng ta. Chúng tôi có một câu hỏi cho các bạn. Các bạn là ai? Bạn tớ không thể nói được. Bạn tớ là siêu nhân bịt mặt để giấu danh tính. Tên cháu là Troy. Cháu là April Mafa. Với cổ mấy thời gian của giáo sư Raisit, không gì cản được bọn ta. Chúng ta phải ngăn chúng lại, Morpho. Biến hình thành siêu anh hùng khủng long nào. Thì các ngươi không thể phá hoại gì nữa. Ôi không, mọi chuyện đáng ra không phải là như vậy.
Tốt lắm Mila Morpho. Giờ hãy bắt tất cả bọn chúng lại để ta có thể đưa chúng về thời tiền sử. Nhanh, bắt lấy con khủng long ba sừng đi Morpho. Ta nghĩ các cháu quên một con rồi nè. Ôi không, Mơ Phù. Tới phòng thí nghiệm nhanh, chúng ta còn tìm ra Mơ Phù đã tới đâu. Nghiện lộn xộn. Ráng một chút nha Mô Phô. Chắc là ổn rồi. Đợi để đón cháu đây, đi thôi. Cái gì, chú đưa Mila đi đâu vậy? Ta đưa Mila vào tù. Mila! Xe ba bánh! Mila vào tù rồi. Còn không phải là giấy phạt thật nữa. Cháu thật sự không muốn ở đây lâu chút nào hết. Marvel sẽ giúp cảnh sát thêm nữa. Xe, đi ra khỏi sân trước nhà ta đi. Cháu làm gì ở đây vậy Marvel? Cháu làm gì vậy? Ông ác với mấy con chim quá. Xe cảnh sát Marvel sẽ đưa ông vào tù. Cháu không thể đưa người khác vào tù được Marvel. Ôi không. Gì đây? Buồn cười thiệt đó. Ôi không. Xả rác nhiều quá. Ồ, hay thiệt đó. Ủa, mấy cái bánh xe đâu mất rồi? Có gì? Giấy phạt vì xả rác hả? Không được đạp lên cỏ trong công viên sao? Sao ta phải... Mà vào dưới giấy phạt không? Kỳ cục thiệt đó. Bọn trẻ đúng là thiếu lễ phép. Tuyệt lắm. Thấy thiệt. Hay thật. Và cháu phải luôn nhớ là đừng để vào tù Mila. Hả? Mơ phù.
cảnh sát Freeze đưa tớ đến tham quan đồn cảnh sát đó. Nhưng Marvel muốn cứu Mila ra ngoài và Marvel đưa Freeze ra bắt vào tù. Hả? Ôi không, cháu không thể tự dưng đưa người ta vào tù được Marvel. Ta sẽ chơi rất vui với người bạn nhỏ màu đỏ này. Hảo. Glitterpot có thể biến tụi mình thành thú cưng phép thuật. Wow, cậu biến tụi mình thành Marvel được chứ? Chơi trò chơi nha, người nào nhảy cao nhất sẽ thắng. Hãy biến thành đi. Biến thành trực thăng. Đi theo họ đi. Đi theo họ thôi. Chuyện này thật là không dễ. Wow, biến hình thành máy bay đi April. Morphle, biến hình thành cái gối to đi. Biến thành bông này. Đừng có gây náo loạn nữa, tôi đã có mặt để cứu vơi. Nhanh lên đi Morpho, biến hình thành máy bay. Nhanh đi theo Awful rồi biến thành bóng nảy lại nào. Thôi dừng lại nào. Không Awful, bây giờ tao muốn trở thành một con robot. À, oops, xin lỗi ạ. Mình lại có một ý khác để bắt cậu ấy nè. Cùng nhau thực hiện đi. Morpho, biến hình thành cái lồng. Không được làm loạn trong thành phố. Đã gây rất nhiều rắc rối trong thành phố. Mình xin lỗi Mila, Morpho, mình không nên biến hình lần nào nữa. Có thể biến tụi mình về bình thường lại được không? Ôi không, tôi đang trở rất là vui mà. Cuốn ngoan. Thật là vui quá. Nhưng là Marvel thật là quá khó. Mình vui vì lại được là chính mình. Chỉ có
có thể có duy nhất một Morpho, một April. Mọi người yêu hai cậu. Cảm ơn Morpho. Lúc nào cháu cũng giúp mọi người như thế này thì tốt quá luôn đó. Làm ơn, xuống đây đi cậu Posy. Morpho à, cháu giúp bà được không? Cậu Posy bị kẹt ở trên cây rồi, mà bà thì muốn bế nó trên tay như trước. Cháu giúp bà ở cùng nó được không? Không phải là ở cùng nhau như vậy. Nếu các người không trộm xe cảnh sát của ta thì cả hai người đã vào tù rồi. Bọn ta không quan tâm. Đúng đó. Morpho, mày quả cháu ở đây. Cháu giúp ta mang bọn cướp này tới đồn cảnh sát có được không hả? Dạ được. Ôi không. Cái gì? Morpho, đợi đó. Đưa bọn cướp tới đồn cảnh sát. Tạm biệt nha. Nó không đưa chúng ta vào tù kìa Stan. Thoát khỏi đây thôi. Ồ, chào Morpho. Con giúp ba nâng mấy cái thùng này được không hả? Chúng nặng quá. Ôi không Morpho, đừng mang lên mái nhà chứ con. Cháu đây rồi Morpho. Dạ có chuyện gì? Anh bạn màu đỏ của cháu cho ta lên cây rồi chạy mất. Dạ không thể nào đâu. Morpho không có làm. Ta tận mắt chứng kiến mà. Morpho, cháu đưa bọn cướp đi đâu rồi hả? Chúng cháu chưa gặp bọn cướp mà. Ta thấy cháu đã đưa chúng tới đồn rồi mà Morpho. Vậy chúng ta phải bắt chúng lần nữa rồi. Morpho, biến hình thành robot đi. Ôi trời ơi. Con đùa như vậy là hơi quá rồi đó Morpho. Giờ thì đưa mấy cái thùng đó xuống lại đây cho ba ngay. Morpho đi với con cả ngày mà ba. Thiệt hả? Nhưng nó nhìn giống hệt Morpho luôn đó. Có màu đỏ giống y chang Morpho, ngoài trừ mấy cái đốm màu xanh lá mà thôi. Đốm xanh lá? Hẳn rồi, đó là Morpho. Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại Morpho. Chào Morpho, cháu giúp ta dọn chỗ này có được không vậy hả? Nhìn kìa Morpho, Morpho đã tự sơn đỏ người mình. Ôi không! Rửa sạch nó đi Morpho. Morpho biến hình thành xe cứu hỏa. Ôi! Cẩn thận Morpho! Đó không phải Morpho. Là Morpho hả? Giờ cậu không lừa ai được nữa đâu Morpho à. Cảm ơn Morpho thật nha. Morpho sẽ trở lại. Nè Mila, Morpho, có người kiếm hai con đây nè. Ồ, ai vậy ba? Đó là... là người kem. Ta đã tìm ra được một hương vị tuyệt hảo mới cho kem này rồi đó nha. Nhưng ta đang ở nửa kia của thế giới, vậy nên chỉ còn có một ít thôi à. Không, đừng có lo lắng người kem, chúng cháu sẽ đến. Đó là Morpho. Nếu cậu ấy tới được chỗ người kem trước, cậu ấy sẽ ăn sạch hết kem đó. Không.
đó là một mô phổ mới hả? Thôi không, xe tôi. Giờ tôi bắt tội phạm như thế nào đây khi không có xe cảnh sát hả? Tụi mình phải giúp cảnh sát Freeze lấy lại xe thôi, Marvel. Ha, cảm ơn Mila và Marvel. Chắc không biết cái gì dưới nước là nhanh nhất đâu. Nhưng tớ thì biết, Morpho biến thành thuyền siêu tốc. Tami, khỉ nào. Xe đua không chạy nhanh trong rừng được đâu, Orpho à. Morpho hả? Không, là Orpho. Orpho. Có vẻ như Orpho tới trước rồi. Người đang hết kem của tao luôn rồi. Trời ơi là trời. Ôi không. Trễ quá rồi Morpho. Đừng lo, ta chỉ giả vờ như nó đã ăn hết kem của ta mà thôi. Để nó đi ra chỗ khác. Vẫn còn rất rất nhiều kem đủ cho các cháu luôn nha. Cho cháu và bạn khỉ nữa nè. Và cho ta nữa chứ.